Kỳ Tường là người đã viết thơ lên cho chương trình Câu Hỏi Ra Đời. Vì sau khi chị xem chương trình này thì chị đã rất là xúc động, và chị nói là có cách nào, có cơ may nào để chị được tham dự vô cái chương trình Câu Hỏi Ra Đời này. Nhưng mà mọi người cứ nghĩ là tụi em sẽ không tìm kiếm được chị khi mà chị viết cái thơ đó thôi. Chị viết thơ đâu quý vị, làm sao biết chị đâu. Và khi liên lạc tìm kiếm là người dẫn đường đã tới nhà chị, thì mới biết chị là mang số nợ là 100 triệu. Mỗi một tháng chị phải trả là 800 ngàn tiền thôi. Dạ, và chị cho em biết là chị ở đâu ạ? Nói to lên nè, chị là mời phòng viên Quảng Bình. Số nợ là... em vãi đưa của ngân hàng 8 triệu. 100 triệu là của ngân hàng. Rồi có nợ, mắc nợ ở đây, ở bên ngoài không? Dạ, bên ngoài em có 5 ruộng, 5 sao ruộng, 6 sao ruộng. Rồi em mua phân bổ hai nợ 1 vài triệu. Dạ. Và số nợ này chị đã gánh trên vai bao nhiêu lâu rồi? Dạ, đi 3 năm, 4 năm rồi. 4 năm? Dạ, em vãi xong rồi, khách hàng em đào lại, đào hành lại. Mà tại sao mình trả không nổi? Dạ, vì em vãi là vì tài sản này, em vãi vì tăng huy ra. Bò tẩu là con máy đi, phần của tôi đi. Dạ. Rồi. Quý vị ơi, chị Tường là không phải không có siêng năng, không có đầu óc đâu. Nhưng mà cái như là cơ hội không cho họ. Chị mượn tiền để nuôi bò, chăn ba mua, giống như là mình là nuôi bò, nuôi gia súc đó quý vị. Mà do bị bão lụt tới thì trôi đi mất. Dạ. Phụ nữ mà làm sao người ta bắt lại được, bây giờ trôi đâu mất luôn. Quảng Bình là mỗi năm đều có bão, đều có lũ. Dạ. Mà mỗi khi lũ, mà đặc biệt là lũ lớn như năm vừa rồi á, là gia súc gia cầm này trôi hết, nhà cửa cũng trôi hết, giữ được cái mạng cho mình á, là may mắn lắm rồi đó. Ông xã gì đâu, bệnh 9 năm nay. Dạ, bị tiền tiểu, bệnh tiểu đường mà không đi làm được việc gì. Dạ, một mình em tăng đạo nữa. Dạ, ba đứa con ăn học là hai đứa, có chồng rồi mà cũng khôn, cũng khổ mà cho ba mẹ. Có ba đứa con. Mà hai người lớn đã có gia đình rồi. Dạ. Còn con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con năm nay 13 tuổi. 13 tuổi con còn đi học không? Nhưng có ốc có một tay. Ừ, con 13 tuổi và con có hiểu cái hoàn cảnh gia đình của mình hiện tại là như thế nào không? Dạ, có ốc có nhiều. Mặc dù gia đình cả ba con cũng lợi con khả ra, nhưng mà gia đình con cũng ba cả ba con cũng hiểu nỗi khổ của gia đình con. Con mới có 13 tuổi à, vậy con có làm gì để phụ giúp được gia đình của mình không? Dạ có, hằng ngày sáng giờ học thì con phụ mẹ làm nón, rồi làm việc nhà phụ mẹ đi làm. À, ở nhà là phụ mẹ làm nón, mới có 13 tuổi thôi. Dạ. Quý vị, số tiền 100 triệu mà chị nợ 3-4 năm nay rồi, và để mà chăn nuôi, rồi còn phải nuôi một người bệnh mà bệnh tiểu đường cách nặng, không làm việc được, không thể làm nặng được, và con thì đứa bé nhỏ thì mới có 13 tuổi. À, cái mái nhà của chị còn lạnh lặng không ạ? Em bị bảo đó, anh bày đó chị, em rớt cái máy, bảo lục rớt cái máy. Dạ, rồi em lật tụn lại, mới lật lại. Dạ, rồi, dạ. Ba khách mời của mình ngày hôm nay, sau khi mà hiểu được hoàn cảnh của chị, và đặc biệt hôm nay cái số nợ nó hơi cao, mọi lần thì cái số nợ nó trung bình có người thì mười mấy, có người hai mấy, có người ba mấy, cũng có những trường hợp là số nợ lên tới 200 triệu, nhưng mà đây là số nợ nằm ở giữa thì là 100 triệu đồng, cho nên sẽ áp lực lên Harry, lên Thanh Thảo và lên anh Phương. Hôm nay mình làm bằng cách nào, mình chạy thật lẹ, mình thực hiện thật nhanh để đem số tiền về thật nhiều. Chạy thì không sợ, nhưng mà lúc mình thử thách á, nhiều khi á chương trình lại cho mình thử thách. Ví dụ như mình đem tiền mình cho là cái chuyện nó bình thường rồi quý vị, đúng không ạ? Còn ở đây một cái game, một cái thử thách mà hôm nay anh Phương phải ví dụ đi nấu ăn đi, làm sao mà anh biết nấu, thế là anh phải nấu một món ha. Còn ví dụ nhảy giờ bị Phương giỡn với Harry là em không rành tiếng Việt kìa, em phải ra em trả giá ngoài chợ liên tục, thì cái đó là cái thử thách của Harry. Nhưng mà những cái khó khăn đó khi mình vượt qua sẽ là một cái phần nhỏ xíu khó khăn trong cuộc đời của nhà chị Tường thôi, mà mình đem về số tiền để thay đổi. Đặc biệt là quý vị khán giả ở dưới đây nha, quý vị những chàng có tay, những nụ cười và những ánh mắt của quý vị, đó là niềm động lực cho ba khách mời của tôi ngày hôm nay.